Tổng thống Putin làm gì vào sinh nhật thứ 72? Hôm nay Tổng thống Putin bước sang tuổi 72. Tương tự như những năm trước, nguyên thủ quốc gia Nga đón sinh nhật tại nơi làm việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm nay là sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đánh dấu ông bước sang tuổi 72. Đây là lần thứ 21 ông đón sinh nhật của mình khi đứng ở vị trí lãnh đạo cao nhất nước Nga, theo hãng tin TASS. Tương tự như nhiều năm trước, Tổng thống Nga đón sinh nhật tại nơi làm việc. Theo thông lệ, vào buổi sáng, ông Putin bắt đầu nhận được lời chúc từ các nhà lãnh đạo nước ngoài dưới hình thức các bức điện và cuộc gọi. Trong nửa đầu ngày sinh nhật, ông Putin tham gia các cuộc họp riêng tư. Vào buổi tối, ông Putin gặp các nguyên thủ quốc gia của khối cộng đồng các quốc gia độc lập, CIS. Lãnh đạo các nước CIS đang có mặt tại Moscow trước hội nghị thượng đỉnh của khối vào ngày 8 tháng 10. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, dù chỉ một ngày trọn vẹn. Nhà lãnh đạo Nga gần như phải làm việc suốt ngày đêm. Theo TASS, ông Putin không bao giờ nói công khai về sinh nhật của mình và cố gắng tránh thu hút sự chú ý không cần thiết vào chủ đề này. Đó là sinh nhật của tôi, không phải ngày lễ quốc gia. Đối với tôi, việc phóng đại tầm quan trọng của ngày này là không khiêm tốn, ông Putin từng nhấn mạnh. Tổng thống Nga thích đón mừng ngày 7 tháng 10 với bạn bè và người thân. Mặc dù lịch trình bận rộn, ông luôn cố gắng dành ít nhất một buổi tối cho gia đình. Mặc dù nguyên thủ Nga ít nói về sinh nhật của mình, nhưng ông vẫn nhận được một số món quà từ các lãnh đạo nước ngoài. Chẳng hạn vào năm 2022, tức sinh nhật lần thứ 70 của ông Putin, ông được người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tặng một chiếc máy kéo Belarus. Năm 2017, ông Putin đã nhận được chú chó con Alabay tên là Vernie từ cựu tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuha. Ngày 7 tháng 10, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gửi lời chúc mừng người đồng cấp Nga Putin nhân dịp sinh nhật, bày tỏ hy vọng hai nước có thể cùng nhau mở ra những chân trời mới và vạch ra những lĩnh vực hợp tác đầy hứa hẹn.